Mới giờ. Ừ. Rồi tới hôm nay cả nhà ơi vào xem live gấp rất là nhiều đầm sale luôn. Đặc biệt mẫu đầu tiên của em 150. Đó, đầu live vô sắm ngay cái đầm 150 rồi. Cái này nó sọc quá mấy chị, lên live nó hơi bị sao ta? Nó nhòe nhòe phải không? Đây nè, nó là sọc đứng nha. Mặc lên ăn gian chiều cao dữ lắm, với lại cái dáng mình nó thon nữa. Chiếc xe 149k mẫu đầu tiên của em có full size cho các chị mình luôn. ML, XL và 2X nha. Chưa kể em này là chất poly, có co giãn luôn ha. Các chị mình ưng ý thì cứ đặt hàng cho em. 13 của rồi, đây là mã số 1378 nha các chị. Một em váy kín cổng cao tường luôn. Vậy nào thích dạng kín đáo thì cứ chọn cho em cái này nha. Cổ siêu cao luôn nè, không hở xíu nào hết trơn á. Có cái là cái chân váy các chị xem nè, em cao mét 6 thì nó sẽ hơi trên gối chút xíu nha. Mẫu này là để giúp em cái độ dài của váy. 1m6 em mặc nó vừa chấm trên gối một xíu, xíu thôi. Mét 4, mét 5 các chị mặc cũng bình thường. Mét 6 thì các chị mặc giống em nè. Đó, chiếc xe luôn là 149k. Chị nào dưới 65kg thì mình đặt hàng cho em nha. 1378 kèm số điện thoại 149.000 đồng nha cả nhà. Một em váy xòe. Đây cái chất poly nó có co giãn ha. Chào chị Thùy Dung ạ, chào chị Nguyễn Khuyên nè, chào chị Minh Thùy luôn. Rồi đầu like thấy có chị Minh Thùy chia sẻ trước nè. Nảy tên lên là em thấy cái huy hiệu người chia sẻ liền. Chị nào chia sẻ rồi á là tự động trên cái tên mình nó có cái huy hiệu à. Cái là mình đặt em chốt đơn luôn, rất là nhanh gọn lẹ ha. 149k nha cả nhà. Rồi mình có muốn coi cái mẫu nào phía sau lưng của em thì cứ comment ở phía dưới cho em nha. Là 1378 nha, sale còn 149.000 đồng, size từ 40 cho tới 65 phút nha. Chị nào ưng ý thì cứ đặt hàng cho em. Mã số sản phẩm kèm số điện thoại cho em là ok. Cho chị Phương Thảo à, có đầm xếp ly hả chị? Xếp ly có luôn, xếp ly đúng không? Xếp ly em có cái mẫu này dễ thương lắm nè. Đây có 99.000 à. Cái váy này có 99.000 mà xếp ly đẹp lắm chị. Đàn nó xếp ly đằng sau về được không? Nó xếp ly từ hai bên hông eo, hai bên hông eo xếp vòng ra đằng sau luôn. Đó, được không chị? Màu này ok không? Chỗ này siêu đẹp, có 99k thôi. Thôi để em mặc cho mình coi thử đi ha. Nói cần thì mấy chị cũng không thấy form đâu, để em mặc thử cho mình coi. Xong rồi để em nhớ coi còn cái nào xếp ly nữa không. Trước mắt là em nhớ cái váy này trước cái đã. Rồi, cái đồng này sale 99k trước cho chị nào mua ở trên live của em. 99.000 đồng, 1375. Đây, 99.000 đồng váy này. Mã là 1375 nha cả nhà, size em có full. Trời ơi, cái đồng này tính ra là size nào cũng có luôn á. Chào chị Gốc Tí Nị nè, đó, chị Gốc Tí Nị cũng người chia sẻ nè. Chị Nhân Mã cũng người chia sẻ. Nên mấy chị thấy không? Nhiều khi mấy chị khách mới á cứ tưởng là em ưu tiên em chốt cho mấy chị khách quen nhà em không hà. Nhưng mà thật ra không phải, tại vì mấy chị đó chia sẻ rồi, cho nên là đặt cái nào là tự động được chốt cái đó hà, chứ không phải là em ưu tiên gì hết trơn á. Nhiều khi mình đặt mình chưa chia sẻ cái hình ra mình không có được chốt, mình tưởng em không chốt cho mình, không phải đâu mấy chị. Khách nào cũng là khách hết, cứ chia sẻ là có đơn thôi hà. Rồi đây mẫu này 99k nè, 99.000 đồng váy này của em. Theo em đầm ngắn nữa. Hai cái này là của chuyến mới. Mấy chị để ý thấy đầm của đợt gần đây nhất đó. Cái lô hàng em mới vừa về đây luôn đó là nó ngắn ngắn vậy nè. 2/3 mẫu mới đợt này là nó ngắn ngắn vậy luôn. Đó, còn các chị thích dài thì em sẽ mặc những cái sản phẩm của chuyến trước ha. Đợt này cũng có dài nha. Nói chung là em cũng may nhiều kiểu lắm. Này dài nè. Đó, này dài nè. Rồi cái này ngắn nha, đó mấy chị nhìn cũng thấy đúng không? Ai thích ngắn em cũng có ngắn, mà thích dài em cũng có dài luôn ha. 99k mẫu này, 1375. 1375 sale 99.000 đồng. Em cao mét 60 nha chị Dương Nguyễn ơi. Mình cứ nhắm chừng cái váy em mặc nó làm sao cái mình nè. Mã số sản phẩm kèm số điện thoại cho em là ok nha.
1375 nha cả nhà, 1375 kèm số điện thoại cho em trước sale với giá tiền là 99k nha. Hello chị Ngọc Mỹ nè, chị 59kg vừa không? Có chị yêu ơi, vừa luôn. Mã số sản phẩm kèm số điện thoại cho em là ok nha cả nhà. Tranh thủ đặt sớm để em chừa hàng chừa size cho mình ha. Đợi em xíu nha cả nhà ơi, 1375. 1375 kèm số điện thoại cho em là ok nha. Đợi em xíu với chị nha. Mã số sản phẩm là 1375 nha. Rồi tiếp theo bây giờ sẽ thay sang một em váy khác cho các chị xem nè. Mẫu của em thì đang có full size nha cả nhà. Chất này là vải cô tông lạnh ha. Em này chất liệu vải cô tông lạnh, sale còn 99k luôn. Đẹp không mấy chị, nhìn cái hàng nước ưng dễ sờ ưng luôn. Chất thì ok, mặt dày dặn đứng form đẹp ha. Hai cái túi hai bên là chỉ có một cái túi thiệt thôi. Cái này là túi thiệt. Còn cái bên này là trang trí nha, cho nó đều á. Chào chị Văn Châu ạ. À, chị mới nhận hàng nè. Shop đẹp lắm. Hồi chiều chị mới đặt luôn, vậy đang chờ nhận thêm đơn mới. Vậy hả chị? Hồi chiều đặt là bây giờ gộp đơn được á. Nếu mà tầm chiều chị đặt là giờ chị gộp đơn được cho em. Rồi à, sáng mai em giao ha. Đơn hồi chiều giờ gộp, sáng mai giao một lần luôn. Đó, ráng gộp 600 em miễn ship nha. Đầm này sale 99k nha các chị, 1375. Rồi tiếp theo, một em hoa nhí. Hoa nhí này lẽ sai mất tiêu rồi. Buồn ghê, sáng giờ có mấy chị khách hỏi em. À, em nhớ hình như nó còn một cái size XL. Khoan khoan, đợi em xíu. Em nhớ cái hình như nó còn một cái. Hồi sáng nay có mấy chị khách hỏi thì không có hàng. Hồi trưa nay em thấy nó còn một cái á. Đợi em xíu nha. Đây là 1386 nè. 1386, rồi em còn size M, size L. Em còn size M, size L các chị yêu nha. Khoan khoan, đợi em nhập vô cho mình một cái. 1386, 1386, size XL. Rồi. Rồi các chị ơi, đầm này em còn size M, size L nhưng em vẫn hay giới thiệu và thêm một cái size XL nữa. Đó, chị nào XL còn đúng một cái duy nhất nha. Em sale 199.000 đồng, đuôi cá. Đuôi cá vải lụa các chị yêu nha, đuôi cá vải lụa. Hôm nay giảm giá luôn, 199k cho em. Có thể mặc cổ thuyền hoặc là các chị có thể mặc thành bẹt vai nha. Cái váy này mặc hai kiểu luôn, tại vì cái cổ em may dạng bo thun á, nên là mình có thể mặc mấy kiểu luôn. XL là 60 đổ về nha. Em mặc nè, 75 chị Nguyên Nguyên nè, 75 chị Nguyễn Hà nè. Rồi nhớ chia sẻ like cho em nha. Váy của em thì 99, à váy của em thì 199. Cái này thì 199k. Size XL hả chị? À 60kg 1m55 hả? Chị đo cho em phần eo đi nha, tại vì cái chất này là cách thái, nó không có co giãn được như là một số chất khác. Thành ra là size chuẩn ngang 78 độ về cho em. Giờ chị đo cho em phần eo đi, nếu mà eo chị với 78 á, ok vừa. Còn eo trên thì có gì chuyển sang mẫu khác nha. Rồi 199k, 199.000 đồng size ML với lại một cái size XL. Tay cũng có nhúng thun như mấy chị luôn, dễ thương ha mấy chị. Trời ơi, khách em bữa giờ hỏi mũ này size lớn nè, đâu có còn đâu. 2X là không có rồi đó nha, còn XL thì em mới nhập vô một cái thôi. Chị nào nhanh tay em chốt cho mình luôn cái này, 199. Đây là mặc cổ thuyền, còn chị nào thích khác hơn thì mình mặc bệt vai. Đó, có thể mặc bẹt vai như vậy cũng được luôn, nói chung là tùy nha, chứ không có nhất thiết là phải mặc vô cho nó hở như vậy đâu mấy chị. Này em tự chỉnh thôi. 1386 nha, 199. 1386, 199.000 đồng size ML và một cái size XL, một cái size XL nha, nhấn mạnh nha. Chị Thanh Hà, hồi chiều chị đặt hàng chưa thấy bên shop em gọi. Vậy hả chị Thanh Hà, mình đặt đúng, kiểm tra giúp em là mình đặt đúng mã chưa?
Thứ nhất là mã số, thứ hai số điện thoại, thứ ba là chia sẻ chưa nha chị yêu nha. Lưu ý giúp em kiểm tra coi. Nếu mà đầy đủ hết rồi mà vẫn chưa chốt thì để em kiểm tra cho mình. Sợ sót đơn của chị thôi nha. Chỉ sợ sót đơn của khách thôi. Rồi xem 199k bộ này luôn. 1386. 1386 60 kg độ về cho em mấy đang mặc. 60 kg độ về sale 199k. 199.000 đồng size ML và một cái size XL. Phía dưới là em may dạng à đuôi cá mặt xéo với chị, hay nó xéo không? Nó xéo này là cái kiểu may chứ không phải là nó bị lỗi nha. Có mấy chị khách bảo em là em ơi giao cho chị cái đuôi cá nó bị lỗi rồi à, bên cao bên thấp. Không phải lỗi đâu các chị yêu ơi, cái kiểu em may nó như vậy á. 1386ML và một cái DL chốt xe 199k. Rồi đây chuyển mẫu. Em tranh thủ em lên nhiều mẫu cho mấy chị xem nha. Mình có muốn em mặc cái đầm nào ở đằng sau không? Phía sau em có chân xương xương mấy mẫu kìa. Đó, muốn coi cái nào đằng sau thì comment cho em biết, em giới thiệu luôn. Không thì em cứ lên ngẫu nhiên nha. Đây, đây là 1344. Ren hoa màu đen, cái này đẹp. Mà cũng lẻ size luôn. Ren hoa màu đen, em còn cho cái chị là size dưới 52 kg. 1344 ren đen dưới 52 kg độ về cho em. Rồi em còn size M, size L nha cả nhà ơi. Em đang mặc đây là size M với size L cái chị yêu nha, còn hai size nhưng mà form này nó bị nhỏ. Cái đầm này form nó bị nhỏ thành ra size L nó không có được tới 55 mà nó chỉ tới được cỡ 52 thôi hà. Đó, đây là các chị nhớ lưu ý giúp em form hơi bé nha. Sale 159.000 đồng, giá cũ là 259, giờ em giảm hẳn 100k cho chị nào mua trên live xuống còn xuống 100k nữa là còn 159 á. Từ 259 xuống còn 159k luôn. Tháng này mua 14 cái rồi chưa mặc. Trời ơi, chị Trần Lan tháng này mua 14 cái mà còn chưa mặc nữa hả? Thiệt luôn á, em muốn comment ghi phía dưới cây. Rồi, cảm ơn chị yêu ủng hộ nha. Đầu em mặc hả? Đầu em mặc xem 159k. Chào chị Trương Như Thảo nè. Chị Huyền Phi, em mặc cái này bao nhiêu tiền? Dạ 159 chị yêu ơi, ren rẻ lắm. Hôm nay em sale hết nhung hay là ren hay là cái gì đi nữa cũng sale. Sale hết trơn hàng. Quan trọng là có size của mình hay không nha. Tại nhiều khi có đúng cái đồng, đúng ngay cái gu của mình luôn mà không có size vừa. Đó, đây là nhớ chọn cái size vừa cho em. Rồi đây là 1344 ren đen xòe, sale 159k. Đầm hai lớp, eo nhấn một đường kim tuyến ở đây, em nhấn sẵn luôn. Thế để là sao cũng được. Rồi, đồng đang mà xem 159k nha cả nhà ơi. Tranh thủ đặt sớm giúp em để em chừa hàng chừa xa cho mình nè. 159.000 đồng. Mã số sản phẩm kèm số điện thoại cho em là ok nha. Rồi, giờ em lên tiếp cái nào đây? Nhiều quá cũng biết mặc cái nào trước cái nào sau luôn á. Thôi để em coi cái nào à. Hồi sáng giờ có cái mẫu nào mà chưa giới thiệu cho mấy chị không? Mình có thích em lên mẫu nào đằng sau không? Không là em lại lên ngẫu nhiên nha. Rồi, giờ nó hơi khó, đó là nó bị lẻ size với mấy chị. Giờ mặc cái mặc mấy cái sợ lẻ size, không có size của mấy chị thôi. Rồi, cái này em sale là 159.000 đồng nha. Để em kiếm cái nào full size em mặc trước. À, xen kẽ cho mấy chị dễ mua. Rồi em chào chị Thảo Lê nè, em mặc đầm này có co giãn không sót? Dạ không chị, cái này không có co giãn, bởi vậy em không có dám trừ hao thêm miếng nào hết trơn. Cái này trừ hao mà trừ hao xuống chứ đừng trừ hao rộng với chị nha. Trừ hao là mình mặc nó bị chật á. Đó, cỡ 52 cho size L, cỡ 52 kg cho size L giúp em nha, không tới được 55 đâu. Rồi lên hoa hồng đỏ đi. Hoa hồng đỏ này ít ra nó cũng còn được full size cho mấy chị. 65 kg độ về cho em luôn. Giá vẫn dưới 200.000 đồng. Đó, mình muốn em lên cái tầm cỡ nào. Ví dụ như hôm nay mình chi ra 150 hay là 170 hay là được cỡ tầm 200, 250 gì đó để mà mua đầm. Thì mình cứ ghi giúp em ra ha. Em sẽ lựa mẫu cho mình coi cho nó dễ nha. Giá này nhiều có trơn á. Rồi váy này của em 150 nè, 149k mà full size luôn chứ không phải lẻ size đâu. Đầm dài hả chị Góc Tín đi. Tiếc quá đầm dài giờ nó có mỗi cái 36, không biết chị mua cái đó chưa. Đây, dài là em có cái này nè. Em cầm cho chị coi thử nha. Cái maxi này nè. Đâu rồi?
Em có cái maxi này, không biết chị mua chưa? Cái này là dài nhất nha. Mẫu này là dài nhất của shop em. Giờ thì hàng mới nó đang trên đường về, cho nên là chưa có cái nào mà thay thế được hết trơn á. Em này vẫn là dài nhất nha cả nhà. Đây, mẫu này vẫn là dài nhất. Rồi còn ngắn ngắn hơn chút thì em sẽ có mấy cái mẫu như vậy nè, dạng von, may dạng ôm suông sẽ tà được không? Cái này em mặc nó cũng sẽ tầm tới bắp chân á nha. Nó ngắn hơn cái kia thôi nhưng mà nó vẫn dài hơn một số mẫu đồng khác. Thì em có hoa xanh nè, em có vân đá nè. Chán gì, kéo khóa vậy trơn. Vân đá nè, rồi em có hoa màu đen nè. Đó, ba màu, hoa đen, vân đá và hoa xanh. Ba mẫu này cũng tương đối gọi là dài. Nó chưa tới gót thôi, nó cũng chạm bắp chân rồi. Bữa chị đặt ba cái đầm mà không thấy hả chị Quỳnh Như? Rồi ok, để em kiểm tra cho chị luôn. Mấy ngày rồi chị, mấy ngày rồi? Tại sợ dịch này em bên giao nó hơi bị chậm á. Hay là bị sót đơn của chị ta. Để em kiểm tra cho, đợi em xíu. Em nhờ các bạn kiểm tra chứ em cũng chưa có kiểm tra liền được. Rồi giờ em đang mặc là full size nha. Mẫu đang mặc là full size mà có 150 thôi hà. 1, 3, 40 hoa hồng đỏ. Đợi em một chút. Rồi váy đang mặc là 1, 3, 40 nha. Cái chị hoa hồng đỏ đang sale với giá tiền là 149k full size cho cái chị mình luôn. Đây, đơn chị Quỳnh Như. Cả tuần rồi hả chị? Ui cả tuần vậy em nghi ngờ chắc sót đơn chị rồi quá hà. Hay là lạc đơn ở đâu rồi không biết. Đây, ok chị Quỳnh Như, em có gửi cái thông tin của mình qua rồi á. Chút nữa bên em sẽ kiểm tra rồi nhắn tin hoặc là điện thoại cho chị nha. Rồi váy này xe 150 cả nhà ơi, 149.000 đồng, size từ 40 tới 65 kg. 40 tới 65 kg mặc vừa. Đó, sale luôn 149k mà size nào cũng có. Giờ chị nào xem size này mua váy này của em là có size từ eo 84 độ về luôn ha, không chỉ size nhỏ hay là size lớn. Cái này full size luôn. Hoa hồng đỏ chất lụa, tay lỡ nè, xòe dài qua gối nè, phom đồng này em thấy dễ mặc. Đó rồi có túi hai bên nữa. 1340 cho chị Ngọc lên nè. Em mặc bao nhiêu tiền? Dạ 149k. Ok, chị Quỳnh Như ha, em có gửi rồi, xíu nữa thôi là các bạn kiểm tra cho mình luôn. Em thấy có người phản hồi rồi đó. 1340 nha, chị Quỳnh Chi nè cũng có đơn nè, xe 149 luôn. Chị nào lấy mẫu đầm của em giới thiệu á là phải đặt liền ở trong live. Tại vì mấy cái sản phẩm này khi mà em không có live stream, cái chị có đặt hàng là giá nó cao hơn. Một đầm bán trên hình ảnh cỡ tầm 300, 350 nếu như không có mua trong live stream của shop nha. Còn bây giờ em đang phát trực tiếp với chị, thấy không? Xinh xinh đang phát trực tiếp, mua là sale nửa giá, quá trời luôn. Có cái sale tới 70% luôn. Tại đầm sale có 99 là mấy chị biết rồi. Còn mấy cái 99 em chưa có mặt nữa nha. Rồi đầm này 150 xong cho em chuyển mẫu ạ. 1340. Chị Úc Thoa váy này cho chị cái 62 kg, 62. Rồi vừa nhưng mà chưa có mã số chị ơi, đặt giúp em cái mã vô với. Không thôi chút nữa cái quên á. Một hồi lâu quá cái mình quên, cái mình hỏi em cũng không nhớ là em mặc cái nào á nha. Tại vì em mặc qua mà cỡ 5-7 mẫu rồi là em không có nhớ được đâu. Nhớ đặt đúng giúp em váy này 1340. 1340 sale còn 149. Đây. Hôm trước cái caro màu cam này là có mấy chị khách đặt mà bữa đó em chỉ còn size L. Em thấy hôm nay là nó còn được thêm mấy cái nữa size XL hay sao á. Em giới thiệu cho mình luôn. Ai hôm trước chưa có đặt được cái váy này thì hôm nay mình lên đơn nha. Caro. Caro màu cam nha cả nhà, váy này là cổ vest caro cam. 1382. Rồi, hôm nay chắc mới đếm kho. Đúng rồi, hôm bữa là còn size L không đúng không? Hôm nay em còn được thêm 7 cái size M với 6 cái size XL nữa. Vậy thì cứ coi như là nó còn 3 size nha. 60 kg độ về, em sale 149.000 đồng. 1382. Rồi, 1382 149k nha cả nhà. Một ba tám hai kèm số điện thoại cho em. À 159.000 đồng nha cả nhà ơi, 159k. 159.000 đồng size từ 40 cho tới 60 kg. Này thấy em cũng hết rồi. Còn XL nha, ML với lại XL nha, 2X em hết rồi nha cả nhà. Chị nào 2X thì mình có thể lựa cho em. Đây cái vest cam, vest cam nè, hoặc là còn nào ta. Hình như màu da cũng hết 2X rồi. Màu hồng hồi sáng còn hai cái, không biết giờ còn không.
Rồi chị nào mà size lớn á, thích đầm vest thì còn cái vest cam với lại cái vest caro xám á, là hai cái đó ok, có size lớn nha. Chứ còn mấy màu khác em nghi ngờ nó chỉ có 60 đổ về thôi. Rồi 1382. 1382 nè, chị Trần Kiều. Đầm này chị mới mua, đẹp. Cảm ơn chị yêu mặc vừa không? Nếu mà có vấn đề gì về đơn hàng thì cứ nhắn tin nha, cứ nói em hỗ trợ cho mình nha. Các chị nhận hàng mà đã qua tư vấn mà lỡ như xui xui đi, không vừa, chật hay rộng gì đó, bên shop vẫn hỗ trợ đổi. Đây là các chị yên tâm nha. Bây giờ chắc ăn trước là đã có tư vấn sai rồi. Nhưng mà các chị cũng biết hàng này là hàng em may sẵn, thì không thể nào mà 100 chị khách đều vừa hết cả trăm được. Cỡ trong đó vẫn sẽ có khoảng 20% khách đi cái form không có được, giống như cái đồng của em đi. Đó, thì nó vẫn sẽ có chật hay là rộng, thì em vẫn hỗ trợ đổi nha. Nó không phải là hàng mà may riêng cho mình, cho nên là thế nào cũng sẽ có khách vừa, vẫn có khách hơi rộng chút xíu. Thì cứ yên tâm đặt hàng, bên em hỗ trợ tư vấn luôn. 1382 kèm số điện thoại cho em, 159. Rồi, lượt chia sẻ mấy chị tới đâu rồi, đang kiểm tra coi. 1382. Đồng đang mặc 1382 nè, chào chị Mai Thúy An nha. Nhớ là kèm theo chia sẻ nha. Đơn nào nãy giờ các chị đặt mà được em có đọc tên rồi á mà chưa có ai tư vấn á, chưa có ai điện thoại á, là cứ yên tâm đợi nha. Còn chị nào mà chưa chia sẻ là phải chia sẻ liền, chứ không thôi là đợi hoài không thấy đâu. Ai không chia sẻ là bên em không có lên đơn được. Váy này xem 159.000 đồng, 159k váy của em ngắn rồi, giờ mình qua dài đi, qua cái maxi rồi cho mấy chị coi thử, không biết chị có mua cái này chưa. Giờ mà khách hỏi maxi là em sợ mua cái đó rồi quá à. Em chào chị Quốc Thịnh nè, 159k đồng của em nha, caro màu cam. À, chốt cho chị Cẩm Nhung hả? Rồi cho em xin mã chị Cẩm Nhung ơi, 1382 nha, đặt giúp em mã vô. Cái này em có tới hai màu lận, chị nào thích cái cổ vest giống em mặc nha, mua màu cam rồi thì em còn màu hồng. Đó, em còn màu hồng nữa. Đây màu hồng nè. Cùng kiểu với em đang mặc có hai màu lận nha. Đó, đây là cái chị nhớ là phải đặt đúng chứ không, chứ không thôi là mình không có được chút đơn á. Có caro hồng nữa nè. Rồi em mặc là caro cam nha, xe 159. Chị dâu tây lấy đầm em mặc 1382. Ok chị dâu tây. 1332 hả chị? 1332. Để em nhớ coi nó là cái gì cái đã. Em tự nhiên em nghe cái tên rất là quen luôn á. Nghe cái tên rất là quen luôn á. 1332 hả? Sao để em coi nó là cái gì ta? Hình như nó là cái đầm đen phải không? Cái đầm đen trơn đúng không? Đây, em nhớ rồi. Rồi ok, để em xíu mặc cho chị coi cái 32 luôn. Nếu em nhớ không lầm thì nó là cái đầm body đen á. Đây, để mặc thử coi đúng không đã. 1332. Rồi, chính xác cái đầm này chưa? 1332 là một mẫu đầm body đen nha, chất phi tuyết nha cả nhà. Em này là chất phi tuyết, đen trơn luôn, đẹp ha. Bữa trước về hai màu lận, trước có màu đỏ nữa mà hết trơn rồi, bán hết trơn màu đỏ rồi. Có màu đen là nó còn sót lại, còn size M ha. Màu đen thì còn nhưng mà chỉ còn có size M thôi. Rồi bây giờ chốt sale luôn. Này là lấy bán tương tác thôi chứ cũng không có lấy lời chi luôn á. Em để còn vài cái cuối cùng, em để dành chốt lấy tương tác nha. Chia sẻ like 3 lần em giảm 99.000 đồng cái này luôn. 99k váy của em, 1332. 1332 body phi tuyết nha cả nhà, sale 99.000 đồng nha. Đây ai chưa có thì mình cứ đặt sớm giúp em. Còn size M, size M váy này là 50 đổ về cho em thôi, 50 đổ về cho em thôi hà, 32 còn size M nha. Đầm shop hỏi chê, vừa chuẩn form vừa sang, mặc đi đâu cũng ok. Rồi mượn comment chị Quốc Thịnh ghi phía dưới cái nè. Caro đẹp chị thấy mà thấy ngắn. À đúng rồi, cái đó là form ngắn đó chị. Cái đầm caro nó là form ngắn đó chị ha. Còn nếu mà chị thích à mà cũng có caro dài, để em coi chiến này em về caro á, caro chữ A cũng ngắn, caro vest cũng ngắn luôn, không có cái nào mà dài qua gối hết trơn á. Dài qua gối thì em có cái cổ vest này nè, màu cam này nè, thì nó dài hơn ha. Còn lại caro em may ngắn hơn hả. Rồi để đợt sau có không ta, đợt sau thì chưa có về rồi. Rồi thôi bây giờ trước cái màu đen này đi, 99.000 đồng cho em. 1332, 1332 body đen phi tuyết 99k, nhưng mà size M, size M là dưới 50 kg, eo dưới tầm 68 nha. Váy này eo 68 độ về cho em.
Rồi chị nào eo dưới 68 thì đặt hàng nha, 1332. Đầm nào eo 84 hả chị? Nhiều lắm chị ta tua nhiều lắm. Eo 84 thì chị cứ lựa cho em cái nào mà em kêu là có 2X đó nha, là chị vừa. Eo 84 là 2X của nhà em. Nhưng mà chị thích đầm kiểu sao nè? Ôm hay xè không? Hay suông? Ôm hay xè hay xương để em kiếm mẫu em lên cho nó đúng ý của mình luôn. Chứ eo 84 thì có rất là nhiều mẫu ha. Váy này thì em chỉ còn size M nha. Đầm tím kế đầm caro trắng đen. Tím kế đầm caro trắng đen. À rồi cái đó body ok để em chút. Cái caro vừa rồi là 159k nha cả nhà. Chị Bình ơi cái này không có size L chị Bình ơi, em mặc là size M thôi. Em mặc bây giờ nó chỉ còn size M, không có cái nào size L sót lại hết trơn á. Có là em ráng chốt cho chị rồi mà không có. Này còn size M nha cả nhà. Tím này đúng không? Tím này là body nha. Ủa? Trời ơi, hết pin. Mém nữa là tắt nguồn điện thoại luôn rồi. Đợi em xíu nha. Trời ơi. Ủa, có vô chưa ta? Sao không thấy gì hết vậy? Rồi, em đang mặc đây là 99.000 đồng nha, 1332 kèm số điện thoại 99k. 54 kg mẫu này thì nó không có vừa chị ơi, cái này với 50. Tại em mặc chất này thứ nhất là nó không có co giãn, mà thứ hai nữa là nó không có size lớn luôn. Hết rồi, này em còn size M thôi. Đây là không có trừ hao được miếng nào hết trơn á. Có mấy đầm co giãn là tăng có khi 3 kg, có khi 5 kg một size được. Nhưng mà khi nào chất nó co giãn thôi, này không có co giãn rồi. Rồi đây để em mặc cái tím cho chị coi nha. Đây, có chị khách hỏi cái tím. Cái tím này là của hàng mới về, cho nên giá của nó sẽ trên 200. Em định là lên mấy cái đầm dưới 200. Nhưng mà cái này là khách yêu cầu chứ phải em tự mặc nha. Này là chị khách yêu cầu em lên nè. Đó, chứ em thì em định lên mấy cái đầm dưới 200 thôi cho mấy chị dễ lựa. Đầm này em sale là 299, này là mẫu mới nhất của bên em. Body nhung. Body nhung màu tím, rồi có kim tuyến ở phía trên, rồi cái hàng cúc nó cũng màu tím luôn. Đây 299.000 đồng, váy này full size nè cả nhà. Đầm này thì dễ lựa nè, dưới 65 kg là vừa cho em, eo dưới 84 là ok mặc được. 32 size M chị Nguyễn Hoa, ok. Sơ mi nhí size 2X bận hỏng dừa, đúng rồi chị Dung Lê, cái đó phong nhỏ. Ba cái sơ mi, bốn cái sơ mi luôn. Bốn cái sơ mi, ba cái hoa, một cái cây khô đều phong nhỏ hết, buồn dễ sợ. Mẫu đó phải giảm size xuống, phải trừ hao xuống chứ không có trừ hao lên. Đó, cho nên là 2X cái đó cỡ tầm tới 60, 62 thôi, 65 là chật liền. Em sợ mấy chị mặc vô nó khít quá, nó không có thoải mái nên em cũng không dám bán 65 nữa. Em bán cỡ 60, 62 thôi hà. Tại vì nhiều khi vừa nhưng mà nó còn phải đẹp với nó phải thoải mái. Chứ vừa mà đi không được luôn thì thôi mặc cũng đâu có ok đúng không ạ? Rồi, cái này thì không lo, cái này có co giãn. Đầm nhung của em thì có co giãn, mẫu này không có lo. Sale 299k mẫu này. 1392 đầm body nhung của em, size từ 40 tới 65 kg luôn, full size nha. Cái màu đen em vừa mặc là 99k nha cả nhà. Suông hoặc xè cũng được, eo 84 hả chị? Ok, nhiều lắm, đợi em trước nha. Sọc đen 78, 78 kg hả? Nếu mà 78 kg thì không vừa chị Trần Cuối ơi. Sọc đen thì 78 kg không vừa. Sọc đen này chỉ tới 65. Cái sọc đen này chỉ tới 65 mà chị ơi. Chị 78 kg thì em có cái mẫu này nè. Mà nó không biết chị ưng không. Đây, 78 kg bây giờ em chỉ có duy nhất cái đầm này là chị vừa thôi nha. Không có size, không có còn cái nào khác chị yêu ơi. Đây, mẫu này của em không chỉ size lớn nha, size nhỏ cũng có. Tại vì em hay nhấn mạnh là có size to thôi. Chứ chị nào 50 kg, 60 kg vẫn có hàng. Váy này về full size rồi. Đầm này do nó co giãn chữ quá, 40 sợ mấy chị mặc nó hơi rộng, cỡ 50 cho đẹp. 50 tới 85 hoặc thậm chí là 90 kg luôn là vẫn vừa cái váy này nè, đầm mới của bên em ha. Nhưng mà giá nó thì 350 nha. Do cái chất này vải nó mắc nè. Đây mấy chị coi ATC kim tuyến, này là mấy cái đường kim tuyến hết luôn á. 350 váy này, 85 90 kg vừa, chị nào thích thì nói em. Có thể nói em là cái váy váy ngọc trai eo vậy đi, là em sẽ biết mình hỏi cái này ha. Em chưa định mặc, 350 khi nào khách hỏi mới mặc thôi. Không em đăng hình cái váy đó thôi hà, chứ em cũng ít mặc livestream lắm. Rồi chào chị Vân Quỳnh nha. Đầm em mặc 299 ạ, full size. Đầm em mặc 299k, full size từ 40 cho tới là 65 kg nha. Full size 40 tới 65 kg chị
nào lấy cứ lên đơn đặt hàng. Có chuyên viên nhà em liên lạc tư vấn cho mình sau nha. Được tư vấn sai trước khi giao hàng luôn. Rồi, bây giờ đầm xòe mà eo 84 đúng không? Đầm xòe eo 84. Để em lên cái... Ủa, để em mặc cái maxi chưa ta? Hình như chưa phải không? Đây, lên cái maxi cho mấy chị coi. Eo 84 thì này ok nè. Dài thước tha luôn. Lụa, dài ơi là dài mà có 199 à. Nhiều khi nó còn rẻ hơn mấy cái đầm ngắn luôn á mấy chị. Đây, mẫu này em đang sale nha. 199 là giá đã sale, đã bớt rồi. Cho nên là chị nào muốn mua cái giá này là phải đặt trong like. Chứ đợi em tắt like, bên em lại báo thành 300 mấy thì lại hỏi em sao giá cao quá nữa. Đây, đang live stream 199k nè. 199.000 đồng em mặc nha. Maxi lụa, lụa mango, không có túi. Em may xè dài maxi nhưng mà này không có may túi. Rồi, 199 thôi. Full size nha, 65kg độ về cho em. Đó, thích dài thì mình để nguyên. Còn trường hợp thích cái hoa này, tại vì em không còn cái hoa này mà mấy kiểu khác. Cho nên là chị nào thích cái hoa này mà thích nó ngắn á, thì chỉ có về nhà lên like cho em thôi. Chứ không có hoa này mà dáng ngắn đâu nha. Có một form hà. Thường một hoa văn em may có một kiểu thôi. Xe 199k nè, dạ mã là 1336 nha. Áo tím là 299 em vừa mặc có chị Thư Thủy. Đầm cam không có màu khác chị ơi, cam chỉ có màu thôi. Cái cam vest này phải không? Cái cam vest này chỉ có một màu duy nhất hà, dài nhất. Còn chị thích mà vest thì em có rất là nhiều màu. Nhưng mà khác cái này được không? Ngắn hơn. Em còn vest màu hồng, màu da, màu caro còn nữa. Nhưng mà kiểu nó có giống như vậy. Nó khác được không chị? Còn cái cam kiểu y chang vậy là có đúng một màu duy nhất thôi nha. Rồi đem sale. Em sale với giá tiền là cam là 299. Còn em mặc thì 199k. Em mặc là 199.000 đồng nha cả nhà. Chị Phượng Tuấn, đầm này đẹp chị mua rồi. Cảm ơn chị yêu nha. Dài như vậy hả? Dài như em mặc thì không có túi. Cái này là dài nhất rồi. Ngắn hơn chút được không? Ngắn hơn để em nhớ có nào có túi ta. Bây giờ mà nó có túi là nó lưng lửng cái bắp chân hả? Chứ không có dài được như em mặc rồi. Có túi nó cỡ này được không chị? Cỡ này được không? Có túi em mặc nó lưng lửng vào được không? Thì có túi. Chứ còn dài này không có túi nha. Mỗi này may trơn mất tiêu à. Sale đầm này là 199k luôn. 1336. 1336 sale 199.000 đồng. Size 40-65. Eo 84 độ về. Váy này các chị cứ đặt cho em. Eo dưới 84 độ lại cho em là vừa nha. Chị Lan Thảo lấy 1336 nè. Ok. Chị Hằng Nguyễn 1336 nè. 48kg size M cho em nha, có size luôn. Nhưng mà nhớ cho em xin mã nha. Không thôi là không có lên đơn được á. Tại bây giờ nó tới 1.400 mã rồi mấy chị. Lô mới về là lên 1.400 rồi đó. Chứ không có còn 1.300 đâu, 1.400 rồi. Này 1336 là của đợt trước nè. 1336 xe 199k. Để em kiếm cái nào có túi em mặc thử coi. Dài dài mà có túi. Thì em 37 đi. Rồi đây, lên cái mẫu này vừa full size, vừa có túi mà còn dài tới bắp chân nha. Còn lại có túi nhiều mà toàn ngắn ngắn hà. Cỡ này được không chị ơi? 1337 nè. Đây, độ dài tầm này là shop em thường hay may nhất luôn. Tại vì cỡ này á thì nó dễ mặc. Chị nào mét 4, mét 5, mét 6 gì mặc cũng được. Nó không có bị là dài quá hay là ngắn quá. Đó, nên em hay thường hay áp dụng cái độ dài cỡ này. Rồi em xem 149k luôn. Mà full size luôn á. Chứ phải lẽ sai đâu. 1337. Đầm này cũng là chất lụa luôn. Full size nha cả nhà. Sale 149k trong thời gian shop live stream. Thời gian shop live stream đang với trực tiếp 149. Tắt like rồi mấy chị đặt về lại 300. Cũng là cái đồng này mà tắt like tăng lên 300 tiếng không. Cho nên là mấy chị nhớ canh shop live stream vô đặt hàng nha. Rồi, 149.000 đồng. Có túi nè, này có túi hai bên nè. Có túi hai bên cho mấy chị luôn. Dài như vậy được không ạ? Qua gối chút xíu nè. Dài hơn nữa cũng có mà cũng có túi. Dài hơn nữa có kiểu này nè. Thì lại không có túi. Đây, này thì dài hơn, không có túi. Rồi, em mặc thì có túi hai bên nha. Sale luôn với giá tiền 149.000 đồng. Chị Kiều Diễm cho chị đầm 37. Ok chị yêu. 1337 kèm số điện thoại. Chị Bảo Trân 53kg vừa, đầm này dưới 65. Chị Hoàng Kim 36, ok. Rồi, chị Tatu lấy cái 36, ok luôn. Cái đó không có túi nha.
Em mặc bao nhiêu tiền? Em mặc 149.000 đồng luôn. Đây, em mặc 149k, 1337. Mua trên like nhớ đặt trong khi em còn phải trực tiếp nha. Với lại nhớ chia sẻ đó nha, có 3 lần thôi hả? Em không có bắt cái chị chia sẻ nhiều quá đâu. 3 lần là chưa có mất tới 1 phút nữa. Xíu nữa là xong rồi, đúng không? Mất vài giây chia sẻ thôi là được săn sale 99k, 140, 150. Này 150 nè, 99k chúc em lên tiếp. Để coi coi, lên 69 luôn chứ không chỉ riêng 99 đâu. Em sẽ mặc một cái đầm sale 69k cho mấy chị luôn. Không biết mấy chị có này chưa? Nó vẫn còn lại vài cái nè. Rồi, hôm nay là kho là bao nhiêu là mặc hết luôn. 1337 cho chị Hồng Phước nè. Chị Tuyết Mai Hồ nhớ nhớ gộp cho chị đơn chiều nha. À đơn chiều đó, ok, để chúc các bạn bên em kiểm tra nếu mà đơn chiều của mình, tại vì đơn chiều là không biết chị đặt lúc 1 giờ hay 2 hay 3 giờ nha, qua tầm đầu giờ chiều xíu á là gộp đơn được, sáng mai em giao đơn. Bây giờ các chị đặt nè, tối nay các chị đặt bây giờ nha là sáng ngày mai em sẽ giao hàng. Tầm chiều mai có khi thành phố cái chị đã nhận rồi nha, rất là nhanh. Tỉnh thì cỡ 2 đến 5 hôm tùy xa gần nha. Rồi đầm này xem 150. Đây, lên đầm 69k. 69k này size lớn luôn nha cả nhà. Này size nhỏ mặc thì có thể về chiết lại cái eo cho em chút nha. Em hết rồi, em chỉ còn size lớn thôi. Đây. Một em váy body màu hồng da. Một em váy body màu hồng da cổ đỗ. Này là chất poly có co giãn luôn. Mấy cái đường kim tuyến lằn lằn ngang ngang á, mấy chị thấy đường sọc sọc không? Là kim tuyến á. Cái đó là em chạy chỉ kim tuyến á. Rồi váy này em sale 69.000 đồng nha. Chị Linh Trần, mua đồ của shop em là khỏi cần nghe giá. Thì không cần nghe giá thiệt. Đồng đâu mấy chục ngàn, trăm mấy không? Hai trăm mấy không? Có đúng cái 350, còn lại dưới 300 không là mấy chị thấy đó, rẻ không? Rồi đây mẫu này 1316 body. Body nha, còn size 2XL. Em còn size 2XL, em sale 69.000 đồng luôn. Cái này em may dạng không có tay nha, cổ đỗ không tay ha. Nhưng mà cái mẫu này là nó hơi bị gọi là hơi bị mỏng xíu á nha. Nó hơi bị mỏng một chút, thành ra khi mà cái chị mặc á là mình nhớ mặc nội y bên trong là tông hơi sáng giúp em, kiểu như màu trắng nè, an toàn màu trắng, màu da, màu hồng da cũng như vậy, để nó không có bị lộ hàng nha. Chứ mặc váy này mà bên trong gốc màu xanh, màu đỏ là thấy nha. Mà mẫu này nó hơi xuyên thấu chút xíu. Rồi chốt sale 69.000 đồng, 1316 body màu hồng da. Ở trong em mặc nó bị lằn, cái đường này là cái quần ngắn bên trong em nè, nó hơi bị lằn lằn ở đây nè. Là do mặc một cái quần jean ngắn ở trong ha. Rồi sale 69k mẫu này, size to 57-65kg. 57-65kg vừa, 69k. Cái này em không có đi một mình đơn này được nha. Ví dụ như chị nào mà chỉ có mua riêng cái đầm này thôi thì em sẽ không có đi đơn được. Tại 69k rồi em còn hỗ trợ ship này kia nữa thì không có đi hàng một đơn 69 được đâu. 99k cũng vậy. Thì các chị ráng mình mua thêm một cái hàng xe nào đó vô để mình gộp đơn đi hàng chung nha. Rồi, 69.000 đồng, 1316. 1316 kèm số điện thoại cho em. Mình mua 300 mà hôm nay để thế. Thiệt luôn á, hôm nay nhiều khi em xem em xót hết cả ruột. Chị Vương Vũ 37, chị Hoàng Kim có số điện thoại nè, chị Thì Mai 36 nè. Nè hôm nay em phải nói là em sale hết tất cả mọi thứ. Có nhiều chơi nhiều ha, 69k nè. 69k nha. Em chỉ chốt ở trên like nha. Giá này qua cửa hàng không tính nha mấy chị. Qua shop em mà hỏi em ơi chị mua cái đầm 69 này không có tính đâu nha. 69.000 đồng chỉ trong thời gian shop live stream thôi, 1316. Rồi chị Hiền Phạm 1316, ok có đơn luôn. 1316 kèm số điện thoại cho em. Cái cổ này là do em chưa có kịp chỉnh nè. Tại em thay đồ mấy chị con nó nhanh quá, không có kịp đứng mà xoay tới xoay lui chỉnh cho nó đẹp. Các chị về nhà mặc chỉnh chỉnh cho nó đẹp nha. Đầm body cổ đỗ, này là cổ đỗ 69.000 đồng, có co giãn nhẹ nhàng luôn. Đây, nói chung mà không có sợ gọi là bó quá khó chịu đâu, mặc thoải mái lắm. 69k cho em, một màu duy nhất luôn. Cổ đỗ nha, chất poly ạ. À, chị Phạm Trinh lấy 1316 có đơn luôn. 69.000 đồng chúc cho chị Giang Trường khoanh cứng luôn nè. Ok chị yêu có đơn nha. Chị nào mà chia sẻ thì có hiệu người chia sẻ. Có mấy chị mà kiểu như vừa chia sẻ và vừa tương tác là lên fan cứng luôn. Mấy chị thấy chị Quốc Thịnh có cái hình ở phía trên không? Không chỉ fan cứng mà là fan cứng cộng 1 luôn á, dữ dội dễ sợ. Chị Liên Anh Lê, mẫu này của em size 2XL chị yêu ơi, chị mặc nó hơi rộng chút được không? Size
size L chị mặc được nhưng mà nó hơi rộng xíu, được không ạ? Chứ không có size L. Hết rồi, M, L, XL em hết, chỉ còn 2XL thôi. Em mặc nó cũng hơi rộng, phải bóp cái kẹp đằng sau ha. Nó mới vừa nha. Chốt sale đồng này là 69k nha. Rồi ok chị Liên Anh lên. Về nhà mình cứ mặc thử trước cái đã, thử vô coi sao. Tại vì nhiều khi cái này nó co giãn, mình mặc nó vẫn ôm vừa. Đó, còn khi nào mà rộng thì đeo thắt lưng vô hay là chiếc lại cho em cái hàng xíu nha. À, chị Mỹ Phạm lấy chị đầm em mặc size 62. Rồi ok vừa đẹp luôn. 1316 69.000 đồng, gà ráng gộp đơn nha. Chứ này em chưa có đi hàng được ha. 69k nha cả nhà. 1316 kèm số điện thoại cho em. Chị Thiên Thảo 1316 ạ. Còn một đơn nữa đang chuyển mẫu. 69k áp dụng cho chị nào mua ở trên line nha. Còn một đơn nữa thôi, em thay cái khác. 1316 size 2XL nha. Chị Trần Hồng Phước mẫu này đẹp nè, hôm trước chị mua là hơn 100 đó. Trời ơi, em xem có 69.000 đồng. Mà khách em vẫn ở đây suy nghĩ đắn đo. Khách em vẫn như kiểu đang hoang mang, thấy rẻ quá không dám mua. Nhiều chị thấy đẹp mà rẻ không dám mua. Trời ơi, cứ mua đi mấy chị, cứ mua đi, em chưa có lấy tiền. Em cho kiểm tra mà, cho kiểm tra hàng. Chị Thanh Sơn 49kg hơi rộng nha. Rồi chị bé 6131. Ủa, thiếu một số rồi. Cái này là 1316 nha chị bé 6 ơi. Comment lại giúp em cái mã nha. 1316 mới đúng. Em chừa cho chị trước ha. Rồi em qua mẫu luôn. Lên đầm mà 99k nha. Đây, ai size nhỏ thì có cái này. Vừa rồi là một em body size to. Vậy thì chị nào size nhỏ em cũng có nha, 99k mẫu khác. Size nhỏ 52kg đổ về cho em, 52, 53 gì đó cũng được. Rồi, nãy là body cổ đổ không tay, giờ tới có tay. Bây giờ là đuôi cá tay dài, cũng sale 99.000 đồng luôn. 99.000 đồng váy này, ngược lại với cái vừa rồi. Cái này size nhỏ nha. Màu đỏ của em đang mặc này đỏ đô, không có tươi đâu. Mấy chị chung đi mặc được, yên tâm. Nhiều chị thấy sợ tươi, không có tươi chút nào ở trên ngoài, nhìn nó tối lắm mấy chị yên tâm. Đỏ ngoài đỏ sậm nha. 1347 sale còn 99k. 1347 đầm body đuôi cá của em, cái cổ nó hơi thuyền thuyền xíu ha. Nó không có tròn quay mà nó hơi thuyền thuyền xíu vậy nè. Đó, 99.000 đồng. Cái này thì size nhỏ cho em nha. Cái này size to mặc không có vừa đâu. Cỡ 52, 53 thôi. 1347, 99.000 đồng. Size M với size L. 52, 53kg độ về cho em. Chút sale 99k luôn. 53 hả chị? 53. Còn còn chị nha. Mà em chưa thấy nó vương trời nào đây nè. 53. Đây, 53 mẫu này bệt vai đúng không? Đúng ta, em có nhớ nhầm không ta? Đúng, hình như đúng rồi đó. Ủa, rớt mất cái mặt, cái dây, cái tên nó mất tiêu rồi. Đây đúng không chị? 53 này đúng không? 53 như nhớ là chính xác là cái này rồi nè. 56 là cái đuôi cá kim tuyến, còn 53 là cái màu đen trơm, đen kim tuyến, đen nhung. Đây, 53 chị hỏi nè, còn đợi em chút nha. Nhưng mà nó còn sai gì thì để em kiểm tra cái đã. Váy của em size 52, 53kg độ về, đầm này sale 99.000 đồng. Body đỏ đuôi cá chất chất vải lụa măng tô. Đầm em đang mặc là chất lụa măng tô nha. Rồi, đó, muốn coi cái nào nữa thì comment cho em luôn. Rồi, đầm em đang mặc là chất lụa măng tô nha cả nhà. Hàn Quốc này cũng cho đẹp thôi chứ không có tháo được ha. Sale 99k thôi. Sao lấy tương tác nha, 99.000 đồng. Chị Phạm Thị Thảo, bên shop bán rẻ quá trời, chị mua mấy shop khác toàn 5-700. Trời bởi vậy mua shop em rồi khỏi đi đâu luôn. Một khi mua đồ như em rồi khỏi đi đâu. Đi đâu chi cho mắc phải không? Cũng đồ đẹp mà giá rẻ. Tại thường mấy chị khách đụng đâu phải một cái đầm như vậy mình mặc hoài đâu. Khi mà đi làm á thì mặc hoài, chứ mà mua đi chơi, mua đi du lịch hay là mua đi tiệc mặc có 2-3 lần cái chán hết mặc rồi. Đó, mà mua cái đầm cả triệu hơn, phí không mấy chị? Nên thôi mua tầm 200-300 mặc ok rồi. Mặc chán không mặc để tủ trưng cũng đỡ tiếc ha. Rồi đây lên cái đầm đi tiệc siêu phẩm mà chỉ có 299. À hình như rẻ hơn xíu rồi đó. Dưới 300k nha. Vậy chắc ăn là dưới 300 trước đi. Đây cái đầm đi tiệc này của bên em hôm nay là nó lẻ size rồi. Hôm nay nó lẻ size. Đi tiệc nha. Đó, đi tiệc cho nên là nó có hơi hở chút xíu thì cũng bình thường ha các chị. Đây là 1353 nè, đầm nhung bệt vai.
1353, một em váy nhung xòe. À, cái vai hơi hơi rớt rớt chút xíu. Thật ra thì chị nào thích kính mình vẫn có thể kéo cái tay này lên được. Đó, kéo cái tay lên cũng được thì mặc kính như vậy. Nhưng mà đúng á, thì cái chị mặc bẹt vai thì nó sẽ đẹp hơn, nó đúng đúng kiểu hơn. Đây, mặc bẹt vai như vậy. Tặng luôn cái cài áo nha. Em sale cái đầm này luôn. Trời ơi, còn size M thôi hà. Rồi, vậy là dưới 55 cho em. Váy đang mặc dưới 55kg. Hôm nay chính thức lễ size 1353. Rồi, 259, 259.000 đồng. Em còn size M thôi. Còn size M nhưng mà 55 vẫn được. Tại vì có co giãn nè chiếc nhung. Đầm nhung là mấy chị nghe nhung là sẽ biết có co giãn nha. Nhung lạnh nha. 259.000 đồng nha cả nhà, đầm mà đi tiệc ha. Chất nhung và các chị thấy nó có những cái vện kim tuyến ở đây không? Đó, kim tuyến rất là lấp lánh nè. Chút sale còn 259. 259.000 đồng cho em. Đầm đang mặc 259k nha cả nhà ơi, sale luôn 259. 1317 hỏi chị, 1317 hết rồi. 1317 hết rồi chị Lan Anh Na ơi. 1317. Đầm đó em hôm trước là có một cái. Có một cái trong một cái livestream nào đó là em có một cái xong rồi em sale mất tiêu rồi. Có khách chốt rồi, em giao luôn rồi, đầm nó không còn đâu. Mẫu đó không còn đâu chị yêu ơi, lựa mẫu khác giúp em nha. Rồi, giờ váy này của em là 1353 nha, đi tiệc nhung xòe. Nhung xòe đi tiệc có túi hai bên, size dưới 55kg, chút sale 259. Giá bình thường 300, giá cũ 300, giờ chút sale còn 259. À, chị Nguyễn Ngọc Trâm, váy đẹp quá, cho chị một cái. Rồi cho em xin mã chị yêu ơi, 1353 cho em đi. Chị Tệ Nhi 54kg chị vừa không? Vừa, đặt size M cho em vừa. Đầm này chị nào 53 cũng đặt size M, 55 cũng đặt size M, mà bốn mấy năm chục thì cũng đặt size M cho em. Tại vì nó chỉ còn duy nhất size M thôi. Chỉ còn duy nhất một size M, dao động từ 40 cho tới 55kg nha. Hôm nay là em sale 259 á, chứ bình thường là 300 mấy cơ. Giá like này là 259k nha cả nhà. Mã số sản phẩm kèm số điện thoại cho em là ok nha. 1353. 1353 kèm số điện thoại cho em nè. Chị Quỳnh Như ơi, hồi nãy có nhân viên nào gọi điện cho chị chưa? Hồi nãy em có nhờ bạn xử lý đơn cho mình á. Có ai nhắn tin, có ai nhắn tin hay là điện thoại cho chị Quỳnh Như chưa? Để em hỏi thêm lần, nếu mà chưa để em hỏi thêm lần nữa. Rồi chị Hiền Hiền có đơn 1353 kèm số điện thoại cho em nha. Ai chưa có cứ đặt hàng. Em chưa hàng chưa sai giảm giá luôn 259. 259.000 đồng váy này. Rồi bây giờ sẽ là chuyên mục sale tiếp. À, cứ 200 mấy thì mình sẽ có một cái đầm sale tiếp. Đầy đầy đầm sale luôn mà em chưa có lên hết á. Rồi bây giờ mình sẽ tới một cái đầm nào đó full size đi. Full size thì em có cái váy này. Full size thì em có cái váy này, sale 150. 149.000 đồng mà hàng còn full luôn. Chị nào dưới 65kg hoặc eo 84 độ về vẫn có thể mặc được luôn. Đó, 149k. Nền đen lá vàng 1325. Nền đen lá vàng 1325 các chị nha, sale 149. 70 có luôn chị Minh Diệu, chị thích body hay đầm suông hay đầm xòe? 70 hôm nay có cả suông, cả xòe, cả body luôn. Chị thích kiểu nào? Để em cầm cho chị coi thử rồi ưng màu nào cái em mặc luôn. Cái màu đen này bữa trước 70kg vừa luôn nè. Cái bẹt vai này nè. Mà chị chậm một bước nó hết rồi. Chứ bữa trước là nó còn á. Rồi. Bây giờ cái váy của em là chất lụa thì nó sẽ không có co giãn nhiều nha. Váy của em thì tầm 65 đổ về thôi ha cả nhà. Nền đen lá vàng của em á là do chất này là lụa mango, không có co giãn được tốt như cái vừa rồi. Size này size chuẩn cho em thôi. 65kg độ về xe 149. Nếu mà xuân trung niên thì em mới về hai cái nhung. Hai cái nhung su màu rượu vang với màu xanh navy nè. Để em cầm cho chị coi coi chị thích màu nào. Đây là màu rượu vang nè. Đây. Trước tiên cái này là màu rượu vang nha. Xanh navy đâu rồi ta? Nhiều quá, bây giờ cái sào đồ của em nó cũng kín luôn rồi, nó không có. Đây, không có thấy đường nữa. Đây chị yêu ơi, em có hai cái đầm nhung này mới về full size luôn, tới 70kg luôn.
Rồi, mẫu này, này thì đúng chất trung niên rồi đó. Cái này không có trẻ lắm đâu, mấy chị yên tâm. Mấy cái trơn trơn màu như vậy là dễ mặc lắm. Xanh này là xanh navy nha. Xanh navy nè. Còn đây là màu rượu vang, chị thích màu nào em giới thiệu luôn, cả hai cái đều có 70. Hai cái này đều 70 kg vừa, 40 tới 70 luôn. Em chào chị Võ Khánh ạ, chào chị Sơn Thủy nha. Rồi, đồng em mặc đây sale luôn. Chị Sơn Thủy có Facebook của em đúng không? Thấy cái đồng sườn xám em mới úp không? Đồng mới đó chị. Hồi để em úp một cái tấm hình ở trên Facebook của em, không biết có chị nào Facebook của em không ta, hình như có chị Sơn Thủy à. Em chỉ mới kết bạn với chị Sơn Thủy hay sao á. Đó, chị nào muốn kết bạn Facebook với em thì mình có thể cái tên này nè mấy chị. Em cũng hay đăng hình linh tinh lên đây, hoặc có gì mấy chị cần em hỗ trợ gấp, nhắn tin cho xóa không được thì mình có thể nhắn tin riêng giúp em ha. Đâu rồi, đây là Facebook riêng của em. Đây, Facebook riêng của em các chị nha. Em vừa up một cái tấm hình sườn xám thiệt, phải khoe với chị liền. Đây là sườn xám mới của nhà em. Này là em tự, này là em mặc nó hơi hở cao chứ mấy chị mặc không có hở cao vậy đâu. Sườn xám mới về các chị nha. Sắp tới sẽ có giới thiệu sản phẩm đó. Mới chụp hình thôi chứ chưa có live stream đâu. Chị nào cần cái gì gấp vẫn có thể nhắn tin riêng cho em hỗ trợ được nha. Mà trong giờ làm việc ha, tại vì nhiều khi em về nhà rồi thì em không có nhắn tin được nữa. Rồi, chào chị Quỳnh Chi nha. Rồi, đây mẫu này của em. Mẫu này sale 299 nhưng mà có cái là 70kg vừa, 70kg mặc vừa. Màu này là màu rượu vàng, màu này là màu xanh navy đó, màu nào cũng đẹp hết trơn á, xinh ơi là xinh luôn. Đồng em mặc thì có 150 hà cho 49k thôi, 149.000 đồng size ML, XL và 2X các chị yêu nha. Đúng rồi chị Sơn Thủy, thấy tấm hình đó chưa, đẹp không, đẹp phải vô thả tim cho em nha. Rồi, đồng này sale 150 nè, chúc cho chị Quỳnh Chi. Ok chị yêu rồi ok, chút nữa vậy chút nữa em kết bạn với chị Quỳnh Chi luôn ha. Rồi em đang mặc đây sale 149k nha cả nhà. Chị nào lấy thì cứ lên đơn cho em ha, có chuyên viên nhà em liên lạc tư vấn xa cho mình sau nha. em nhớ là chị Sơn Thị có rồi nè, còn một số chị khách khác thì hình như chưa sao á. Rồi, đây đồng em mặc đây là 149, 149.000 đồng full size ML, XL và 2X. Size ML, XL và 2X tính ra là full, mà sale chỉ có 150 là nửa giá luôn. Tại bình thường mấy chị có coi những cái like khác của em thì cái này là 300. Like khác em sale mỗi này là 300k, mà trong khi bây giờ các chị đang sale một cái live stream nó chỉ còn có 150 thôi. Mình mà không đặt là mấy mốt nó không có giá này là tiếc lắm. Chưa kể nó hết hàng nữa, hôm nay nó còn có 150 hà. Thì em sẽ mặc thử cái xanh navy cho mấy chị coi. Nhất là chị nào mà size 70kg á, thì mình có thể xem thử cái váy này. Đầm mới thì giá nó sẽ hơn 200 xíu nha. Cái này là xanh navy của nhà em nè, mới vừa về luôn, 70kg mặc vừa. Rồi em thấy cái này là mấy chị trung niên mặc là đẹp nè, chứ không có phải là có bị trẻ quá không đâu. Cái này cũng dạng đầm trung niên thôi. 1407 nha. Đây, 1407. Mẫu này sale luôn 299k, 70kg vừa. Xanh navy, 70kg đổ về cho em nha. Cho chị Băng Lăng tím ạ. Màu này đẹp và cảm ơn chị My Trần. Rồi đây sale luôn 299, 299.000 đồng váy này. Co giãn thoải mái. Đó, co giãn thoải mái luôn. Size thì 40 cho tới 70 luôn, 40 cho tới 70kg mặc vừa cho em luôn ha. Chào chị em chào chị Suri nha. Rồi chị Khả Hân, váy bên shop chị mua 3 đồng, đồng nào cũng đẹp. À mà là chị mới biết shop em đúng không? Mới sắm được có 3 đồng thôi hả? Chuyến này sale nhiều lắm nè, tranh thủ vô sang VIP nha. Đây đồng này có 2 màu. Cái váy này của em thì em có cho mình 2 màu. Màu này là màu rượu vang. Còn em mặc đây là màu xanh navy nha. Co giãn thì cái chị khỏi lo. Co giãn thì cái chị khỏi lo ha. Facebook của em hả? Đây để em comment bằng cái tên Facebook của em vô ở phía dưới để mấy chị dễ tìm. Tại nhiều khi tên em đặt em đặt nó hơi khó tìm. Đây em sẽ comment ở phía dưới cái bài live stream của mình. Đó, chị nào mình muốn kết bạn chơi cho vui thì có thể kết bạn với em ha. Đây là em. Rồi, em vừa comment phía dưới rồi đó. Rồi, đây mẫu này của em là 149.
7. 1407 sale với giá tiền 299k luôn. Có full size từ 40-65kg. Chị Trâm Ngọc đầm bên em chị mua hơn chục cái rồi. Và like nào chị cũng mua xem để chờ hàng mới. Vậy là lô này mua hết rồi hả? Chục cái của lô này mua hết rồi hả? Đợt mới thì đợi em xíu nha, chưa dò em chưa nghe thông tin, em chỉ có mới chụp hình chụp hình tạo mã thôi chứ chưa có về hàng. Khi nào về hàng thì em sẽ livestream cho các chị sau nha. Rồi đây mẫu này có sẵn nè, đồng này thì có sẵn, chị nào dưới 65kg thì cứ đặt hàng cho em thôi, sale 299k nha cả nhà. 40-65kg mà vừa cho em nha. 40-65kg mặc được, chị nào lấy cứ lên đơn giúp em. Đầm 149k, 149, em mới mặc là 1325 á chị, comment cho em này đi. Đây là mã số 1325, chị Kim Dung cho em xin cái mã nha. Em thấy chị ghi giá tiền có nè, size có nè, số điện thoại có nè, mà chưa có mã số. Cái quan trọng mã số chưa có, cho em xin mã số để các bạn chốt đơn ha. Em chào chị Nguyễn Tuyết nha. Rồi, shop bán đồ uy tín nè. Em cảm ơn chị Kim Thùy, thiệt trời thiệt luôn á. Chứ em cho với chị Facebook của em nữa. Rồi em live stream hàng ngày đây mà em lừa mấy chị có được gì đâu đúng không? Em lừa mấy chị lỡ mấy chị vô Facebook em mấy chị chửi em sao? Nên là mấy chị phải lo. Bán hàng mặt sau là em giao vậy, em nói vậy hà, không có khác gì hết trơn á. Rồi, dạ coi giảng, chọn này, coi giảng thì chọn này cho em ha. Đây nhung, nếu mà các chị thích coi giảng thì một là nhung, hai là poly. Poly thì chút nữa. Cái này là Atashi Kim Tuyến mới về nè, cũng co giãn hơn cả Dung luôn. Cái này là Atashi là co giãn nhất luôn ha, 85-90kg vừa luôn. Còn em thì tới 70 hả. Cái xanh này của em tới 70 thôi là hết, không có lên được nữa nha, 70 thôi. 70kg độ bề cho em là vừa cái váy này luôn. Hôm nay em sale cho mình là 299k xanh navy. Xanh navy 1407. Rồi chị Tố Nga chốt 1407, ok chị yêu luôn. Chị nào lấy thì cứ đặt hàng giúp em nha. Đầm mới có dài hơn mẫu em đang mặc không? Mẫu mới hả chị? Mẫu mới đợt sau á hả? Có, đợt sau có về đầm dài á. Đợt sau có đầm dài cũng có đầm ngắn luôn ha. Chuyến sau em cũng có về cho mình là nửa đầm dài nửa đầm ngắn để mấy chị khách dễ lựa luôn. Để có nhiều chị thích mặc ngắn ngắn á, không có muốn về nhà phải lên like á thì em cũng sẽ có may đầm ngắn sẵn nha. Rồi đầm em mặc bao nhiêu tiền? 299k chị yêu ơi, 299.000 đồng. Size 40 cho tới 65-70kg. 65-70kg đổ về cho em là vừa. Rồi bây giờ tiếp theo em sẽ mặc đầm sale nữa nha. Cái này 299 là đúng không? Để em coi có cái nào sale nữa không. Sale thì đây đuôi cá, đuôi cá lụa 120. Váy lụa mà có 120 thôi đó nha cả nhà ơi, tại vì nó lẻ size rồi. Giờ chị nào size nhỏ là mới vừa, size lớn không có vừa nha. Đây đuôi cá lụa, đầm dài 84 nữa hả chị, dài cỡ bắp chân nha, còn dài hơn thì em chưa có về, dài hơn là có cái 36 thì nãy em nhớ là chị có đặt rồi á. Rồi này là 1335, em này thì qua gối em chút, nhưng mà em còn hôm nay còn một cái size XL, vậy là dưới 60 cho em, dưới 60kg vừa cái đuôi cá hoa này luôn, 119 á, 119k mẫu của em nè, 1335. Đuôi cá lụa nha cả nhà, phía dưới em may dạng suông chữ A, 119.000 đồng cho em ha, 119k. Ở phía dưới em may dạng mà tà đắp chéo nha. Đây nè, nhiều chị cứ tưởng 2 tầng, thật ra nó là tà chéo như vậy nè mấy chị, nó đắp vô thôi. Xe 119.000 đồng luôn. Chào chị Nguyễn Hương ạ. Rồi em bao nhiêu ký? Em nặng 51kg ha. Hiện tại em 50,5kg, em giảm được nửa ký rồi. Bình thường em 50kg, em hay giới thiệu với chị em 50kg với 60. Giờ này em hơi bị tăng cân, em lên 50,5kg rồi. Nhưng mà em vẫn mặc size M. Đó, cái chị nào giống em, eo tầm 68, 69 thì cứ mặc size M nha. Khi nào eo trên 70 thì mình lên size L cho em. Chị Hồng Vân 56, 56 cái này được, đầm này dưới 60. Đầm em mặc dưới 60kg, chốt sale 119k luôn, 119k. 1335 kèm số điện thoại, 119.000 đồng, đẹp ha. Váy này hôm trước chị mua 250 nè. Thôi hôm nay sale có 119 à. Chị đừng giận em nha, tại em còn có mấy cái thôi. Em còn có mấy cái thôi hà, nên cái chị nên là chị nào muốn mua sale là phải mua đợt này. Thật sự luôn là không có muốn sale đâu mà. Giờ nó lẻ size á mấy chị, hôm trước nó còn có size M thôi. Hôm nay em còn được vài cái size L với được một cái size XL.
XL một cái nha, là hết đó. Nên là em sale cho nó đi hàng luôn, 119. 119k còn 3 size, chuẩn bị em qua mẫu 1335. 1335 119.000 đồng. Đó, sale luôn 119k nha. À, chị Lan Linh chốt 1335 nè, size M có. Rồi chị Kim Thì, chị L72 size nào em? Dạ size L. L72 size L cho em nha. Chị Nguyên Nguyên bảy này hả? Cho em xin mã đi, 1335 nha. 1335 kèm số điện thoại cho em đi để em chốt đơn nè. Rồi bây giờ mà 2X nữa thì để em coi còn nào không. Có ba cái đầm vai nhãn dài đẹp á, nhưng mà nó lại không có tới được L84 cho chị khách này rồi. Tiếc ghê, em có ba cái đầm vai dài lắm. Dài gần bằng cái kia thôi chứ chưa bằng, nhưng mà dễ thương lắm. Nó lại có eo tới 82, 80 là hết đáp. Rồi thôi bây giờ để em kiếm cái khác cho. Váy dài, đợi em chút nha. Rồi đầm dài thì bây giờ em sẽ mặc cho các chị xem một em váy hoa nha. Em dây cột cổ áo nó có dài không ta? Rồi cái này đi, này là 1387 nè, chắc nó cũng qua gối quá. Có bao nhiêu cái đầm dài này giờ em cũng mặc quá trời luôn rồi đó. Hồi nãy em mặc cái 40 chị có kịp xem chưa? Cái hồi nãy em có giới thiệu một cái đầm hoa hồng đỏ, váy đó cũng có size mà 2X của chị á, mà cũng có 150 à. Khoan đợi em giới thiệu cái này xong cái đã. Đầm này thì nó cũng vừa phủ gối chút xíu ha. Đây nè, hồi nãy em có mặc cái hoa hồng đỏ này chị có coi chưa? Váy này em cũng sale có 150 thôi, cũng độ dài tương đương với cái 37 hồi nãy chị có đặt luôn. Nãy em thấy chị đặt cái 36 với 37 đúng không? Cái này dài tương đương với cái 37 nè, giá cũng 150 ha, cũng xề có túi. Này hình như em mặc trước lúc chị vô á, không biết chị có thấy này chưa. Đầm này cũng có size L84 này chị ơi, túi hai bên L84 luôn. Chị à, tattoo nè, xe 150 luôn á chị. Này là nó giống cái 37 nha. Hai cái này nó sẽ xem giống nhau. Giống cỡ 70% ha. Nó khác hoa một xíu, nó khác hoa với khác cái màu một xíu. Đây, hoa hồng đỏ là 1340. Hoa hồng đỏ là 1340 cũng full size và sale 150. Rồi 1337 là cái hoa nâu cũng full size và 150 luôn. Thì mấy chị có thể lựa chọn một trong hai màu, hoặc nếu ok dư giả hôm nay thì mua luôn một cặp về thay đổi, tại cái nào cũng đẹp. Rồi, em mặc thì 219 nha. Em mặc thì 219.000 đồng. Cái này cũng full size, có một cái sợi dây cột trên phần cổ áo. Cái này mình cột thắt một nấc như em nè cũng được, còn không thì thắt cái nơ nha. Chị nào thích trẻ chung thì thắt cái nơ ở đây, không thì thắt một nấc thôi cũng ok ha. Rồi em xem 219k 219k 1387. 1387 đẹp, số điện thoại cho em 219.000 đồng. Size M, L, XL và 2X luôn. Cái này full size luôn, 219.000 đồng full size luôn nha các chị. Nè, cột bột nấc hoặc là thắt nơ. Thắt nơ thì để em coi coi. Này phải thắt trước, bây giờ mặc vô rồi nó hơi khó. Đợi em xíu nha. 35 hả chị Vân Vũ? 35. Rồi 35 hồi nãy em còn một cái size XL, không biết có ai chốt chưa nữa. Rồi, váy của em chất gì? Váy của em là chất lụa. Em mặc là lụa mango luôn. Đây, em thắt hơi xấu một chút nha. Đó, hơi xéo xéo. Cái nơ nha cả nhà ơi, mình thắt nơ giống em cũng được ha. Với lại hoặc là một nấc như vừa rồi cũng được. Nói chung là thắt nào cũng xinh hết. Sale có 219 ha. Chưa? Em mới up Facebook. Em mới chỉ up Facebook cho của em thôi chứ chưa về. Về cái em giới thiệu cho mình liền mà chưa về chị yêu ơi. Mẫu đó chưa nha. Hai màu lận được sau về hai cái sườn xám lấp lánh đẹp lắm. Đó, chị nào thấy rồi là mê liền. Nhưng mà chưa về chị nha. Đợi đi, đợt vài hôm nữa. Nhiều khi nó về đột xuất giữa đêm lắm, em cũng không có hứa trước được luôn á. Có khi là nó về trong ngày, có khi nó về trong đêm đó chị ơi. Rồi, giờ váy này thì có sẵn nha. Trong cái line này, những cái mẫu nào em mặc là hàng có sẵn thì chị nào đặt là em sẽ giao liền nha. 1387. Đồng này 219k. Hên quá, còn full size. Còn full size cho các chị luôn, 65kg đổ về cho em. Size L84 đổ lại. Váy này xè, một bên túi. Đồng này có một bên túi hả? Có một bên túi nha, có dây cột trên cổ, một nấc hoặc là thắt nơ gì là tùy ha, tùy mấy chị về nhà muốn phối xào phối. Đó, mặc sao giao vậy cả nhà ơi, 1387 cho em. 1387 219k cho em nha.
Chị Nguyễn Vi mua đầm bên em, chỉ có hết tiền thôi chứ không sợ hết đầm đẹp. Thiệt luôn á, mua hết một cặp luôn đi vì shop sale rẻ lắm. À trời thiệt, mấy cái đầm mà mấy chị khách thấy hôm nay em sale á, thường em bán 300 một cái thì tính ra hôm nay cũng với 300 thì các chị có thể mua được hai cái, thì cũng giá, cũng với cái mức giá mà mình định chi ra để mua đầm, thì thay vì hôm trước các chị mua hay là sắp tới các chị sẽ mua, thì ngày hôm nay cái like này mình có thể mua được hai cái cùng giá đó, hoặc là ba cái luôn cũng có thể, đặc biệt sale từ 99 cũng có nè. Chút xíu mặc cho 99 nha, chia sẻ like cho em tới đâu rồi em lên 99k tiếp nè. Rồi chị Lê Vũ cho chị 1387, ok chốt đơn 1387 chị Lê Vũ. 1387 sale 219, 219k luôn, hôm này hôm lấy tiền luôn. À, chị Kim Nhung, eo chị 68 size nào? Size M cho em chị Kim Nhung ơi. Cứ size M cho em nha. Váy bên em chị eo 68 là chị auto size M cho nó đẹp. Trừ khi nào váy nào em báo form nhỏ thì tính sau. Chứ còn sau form chuẩn thì chị cứ đặt cho em size M là ổn nha. 219 váy này hàng mới nha các chị nha. 219k. Vừa có bông bi mà vừa có bông to to đây nữa nè. Đó full size. 65kg độ về cho em là ok nha. Chị nào lấy thì cứ đặt hàng. 1387 mẫu mới. 1387 219k. Size M, L, XL và size 2X. À, chúc chị Thùy Nhung nè. Rồi còn chị nào không? Giờ em chuyển mẫu khác nha. 1337 kèm số điện thoại cho em ạ. À, 219.000 đồng. À quên quên 1387 nhầm. 1387 nha. Rồi chị quyết định đặt đúng nè. Thế rồi em tưởng em đọc lộn, lỡ chị khách đặt theo là sai luôn á. Rồi đây, em có cái mẫu này rất là xinh. Nhưng mà rất tiếc chị nào eo 84 thì lại không có vừa. Form nó hơi ôm. Dài mấy cái kiểu này là em may phong suông á, mà nó muốn thành ôm luôn rồi. Ôm suông luôn rồi. Thành ra là eo chỉ được tới 80 nha. 57 hoặc là 60kg thôi. Hôm nay em thấy có một chị khách là chỉ mặc cái này nó hơi bị chật, do chỉ có cái bụng dưới hơi to. Đó, đây là cái chị mình để ý giúp em. Ui mặc bụng sai rồi. Mình để ý giúp em nha. Chị nào mà có bụng dưới hơi to, mình muốn mặc che bụng thì mình cứ lựa cho em váy xòe. Còn kiểu như mình muốn mặc mấy cái đầm ôm á là phải kết hợp thêm nịt bụng vô thì nó mới đẹp được nha. Chứ váy ôm thì chắc chắn nó không có che được bụng tốt đâu. Đây 1372 đầm vân đá. 1372 đầm này đầm vân đá đó chị nha. Em sale luôn là 199 nhưng mà form này nó hơi ôm nha. Tầm 5-7-60kg thôi đó. Chị khách đây em nhớ như chị nói chỉ 57kg mà bụng chỉ hơi tròn, là chỉ mặc 2X là nó ôm luôn. Cho nên là các chị nhớ trừ hao giúp em ha. Cho em xin chiều cao cân nặng và luôn cả số đo 3 vòng nha. Đây nè, cái này size M nè, mẹ mặc không vừa luôn á. Em mặc nó cứng ngắc luôn. Cái đầu này size M là em mặc là cái hông nó cứng ngắc luôn. Eo thì bình thường mà hông nó nhỏ quá. Đây size M ha, bé xíu siêu luôn. Đó là các chị nhớ trừ hao cho em nha. Ai mua cái đầm vân ôm xương này nhớ trừ hao cho em nha. Các chị form hơi bé đó. 1372 đầm vân ôm xương. Đầm vân ôm xương các chị yêu nha. Cái size M này á là phần vòng 3 nha các chị. Vòng 3 của mình dưới 80, dưới 84, 85 cho em thôi ha. Nhưng mà lên tầm 90, 9 mấy là mặt nó sẽ rất là chật nha. Cái này là vòng 3 là size M. Size L thì cỡ eo vòng 3 90 cũng được. Còn không phải tăng lên XL cho em luôn. Đó, quan trọng cái đầm này nó hơi ôm cái phần vòng 3 nha, phần hông á. Rồi 87, dạ 87 là lụa chứ chị Quy ơi, chị Quy đi nơi nó không có co giãn. Lụa nha. Wow. Rồi 1387 à 1372 các chị yêu nha. 1372 là cái váy von của em. Hồi nãy em cầm mấy chị có thấy là này nó có 3 màu nha. Cái váy của em 3 màu, hoa đen, hoa xanh với lại cái này là vân đá ha. Cả ba cái cùng là chất liệu vải von. Thì các chị thích màu nào thì em giới thiệu màu đó. Đây, hoa đen, hoa xanh. Hoa xanh nè. Hoa xanh là cái này, hoa đen là cái này, 3 màu. Đồng giá 199k. Cả ba đều bị form hơi ôm, cho nên là nhớ trừ hao giúp em. Nhớ trừ hao giúp em nha. Mình thích mặc rộng,
là bắt buộc phải tăng size. Còn không á là cho em số đo 3 vòng để em chọn size cho mình nha. Sale luôn là 199k. Dáng này là tương đối gọi là dài nè, thấy không? Mà hơi tiếc ra là phong nó hơi ôm. Đó, sẽ tà hai bên nè. Đầm ôm suông 7 von có sẽ tà hai bên cho mình nha. Em sale 199, 199.000 đồng. Có lót nha chị Trâm Ruby. Cái này có lót tại vì von mà nó tương đối gọi là bị xuyên thấu á. Em sẽ lót ngang ngực trở xuống ha, lót ngang đây. Ngang phần ngực áo này là trở xuống phía dưới tầm ngang gối chút xíu là có lót ở trong. Còn lại phần trên vai tay là không có lót nha. Sale 199 nha, chị Xuân Diệu lấy đầm em mặc rồi cho em xin mã 1372. Đầm em mặc mã là 1372 nha, sale luôn là 199k. Chị nào lấy mẫu này thì cứ lên đơn cho xó bạc. Chút xíu nữa có gì bên em liên lạc tư vấn size nha. 1372 sale 199k nha cả nhà, 1372. Đây có sẽ tà mà cái sẽ cái này á mấy chị, nhiều chị thấy là sẽ hơi cao nhưng mà do mấy chị biết là von nó không có co giãn được, thành ra sẽ nó cũng phải tầm ngang cái đầu gối của mình để khi cái chị bước đi á nó mới được ha. Chứ von mà không sẽ hoặc là sẽ thấp thì mình đi nó sẽ rất là khó. Đó, chứ không phải là em muốn sẽ cao đâu mà ít nó cũng phải ngang gối. Rồi chị Kim Hồng, chị 48 vậy vừa, 48 kg vừa. Xe 199k. Shop em quận 7 nha chị Quy Đinh ơi, shop ở quận 7 hả? Địa chỉ shop ở quận 7 nha cả nhà. Chị nào muốn địa chỉ thì em sẽ gửi qua phần tin nhắn nha. Em sẽ gửi địa chỉ kho. Hiện tại nếu các chị muốn qua em gửi địa chỉ kho cho mình. Còn địa chỉ shop bình thường các chị hay ghé mà 1015-7 á, thì địa chỉ đó hiện tại em đang đóng cửa nha, đang đóng cửa rồi. Em chuyển sang một cái địa chỉ shop mới, nhưng mà đang trong quá trình setup với lại đang dịch, như vậy chị thấy không, đóng cửa hết trơn rồi. bây giờ muốn mở cửa khai trương cũng không có được nữa. Cho nên là hiện tại shop em chắc là để qua cái tình hình dịch bệnh chút xíu thì bên em sẽ có mở một cái shop khác nha, cũng là quận 7 luôn, nhưng mà địa chỉ khác. Chứ 1015 bây giờ các chị qua là đóng cửa nha. 1015 Huỳnh Tấn Phát mà em hay đề phía trên á là đang đóng cửa rồi. Các chị qua là không có ai đâu, em trả mặt bằng bên đó rồi. Đó, khi nào các chị cần gấp hoặc là mình muốn coi hàng thì em có thể cho mình địa chỉ kho là chỗ em đang làm nè, là chỗ em đang livestream nè. Thì qua đây thì nó không có được như shop, đồ em không có treo nhiều ha. Thì các chị có thể cần gấp thì cứ qua kho của em. Không thì hôm nào em mở cửa shop mới em sẽ cho mình địa chỉ nha. Bây giờ mua online thì em cho mình kiểm tra hàng, này mình cũng không có cần lo đâu. Nếu các chị sợ em giao không đúng thì em cho mình kiểm tra hàng rồi. Đó, rất là dễ dàng luôn, không thì cứ qua kho em. Qua kho em thì nó hơi bề bộn chút xíu ha, đồ đạc nhiều quá. Mẫu đang mặc cho chị cái size L, ok luôn. 1372, 1372 sale còn 199. 1372 sale còn 199k, size từ 40 tới 60kg, 57-60kg độ về cho em. Rồi tiếp theo em chuyển mẫu lên một em váy này. Em này sale 99k. Em này sale 99.000 đồng cho mấy chị luôn. Hôm nay là sale hết, giá nào cũng có, 99k cũng mua đồng được rồi. Rồi đây, này là thun la dông nha. Trời ơi cái vải nó mát, đụng vô một cái là mấy chị ghiền liền. Đây thun la dông. Cái vải này nha, nhà chị nào không có máy lạnh mình mặc là nó cũng đã mát rồi. Mà nhà mà có máy lạnh như em đang đứng trong phòng máy lạnh đây nha, là mấy chị mặc mấy chị thấy lạnh luôn á. Cái vải nó mát lạnh cực kỳ luôn. Rồi em chào chị Nguyễn Lan. À đồng này chị có rồi hả? Trời ơi, vậy này em sale có 99k hà, 99.000 đồng hôm nay thôi. Mà em để size rồi, còn có size lớn hà. Đây mấy chị coi, nó là một dáng body suông ha. Này cũng có sẽ tà nè. Em này cũng có sẽ tà hai bên luôn. Rồi body suông có sẵn ngay cái phần eo, 99.000 đồng. Size M với size, hình như size lớn, khoan để em xíu. Quên. Mẫu đang mặc 1322. Hình như là em còn size 2X. Rồi, em còn size 2X với lại size XL, tương đương là 55-65kg nha cả nhà ơi, 55-65 nha. Đang cách ly nên mọi người ở nhà săn sale đồng an toàn hơn. Được, qua xót xa lắm, đi một lần sợ luôn. Chị Quốc Thịnh ở chỗ nào? Ủa chị Quốc Thịnh chạy từ đâu qua bên em dạ? Bởi vì nhiều khi em nói shop em quận 7 cái là mấy chị khách thôi để chị ở nhà mua online. Tại vì tương đối là xa. Mấy chị khách gần đây ha, quận 4, quận nhất á. Ok, gần, đi qua cái cầu cái tới nơi rồi.
rồi đó. Nhưng mà một số chị nha, tiết độ Thủ Đức, tiết độ Gò Vấp này kia chạy qua tới bên này, trời ơi thôi ở nhà. Thật sự em khuyên với chị ở nhà, mình mua online, em ship qua chỗ mình đó, tất cả các quận trong thành phố em lấy có 20.000 thì ship thôi, hoặc là ở dưới tỉnh thì có 30.000 hà, so với cái tiền xăng cái chị chạy qua đây hoặc là mấy chị đi ráp qua nha, chắc mắc hơn nhiều cả 50.000 100.000 tiền xăng thật sự luôn. Ở nhà đi mấy chị, em ship tới nơi cho nó đỡ ha, đi nắng nôi mùa này mưa bất chợt, hay chưa kể dịch nữa đó. Cho nên là cứ ở nhà mua online cho em, ship không có nhiều đâu mấy chị, ship có 20k thành phố hà. Bình Hạnh, trời ơi hàng gì qua đây sao tiếp mùa khơi luôn, đi một lần sợ đây phải không? Rồi mấy mốt có gì cứ mua like cho em nha, hoặc là có cần em hỗ trợ gì mình cứ nhắn tin ha. Hôm bữa là chị Quốc Thịnh cần gấp đúng không, nếu mà không gấp thì mình cứ nhắn tin để bên em hỗ trợ mang hàng qua tới nơi cho mình nha. Rồi đầm này sale 99.000 đồng 1322, 1322 em đang mặc sale 99.000.